Fanny, Vũ Thịnh tung bộ ảnh đầu tiên của năm 2022, đánh dấu năm hạnh phúc. Câu chuyện tình yêu đi một vòng trái đất rồi cũng có ngày lại với nhau chính là kết thúc có hậu của cặp đôi Vũ Thịnh, Fanny Trần. Tình yêu chân thành của họ đã làm mưa làm gió cộng đồng mạng một thời qua chương trình Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Đầu năm 2022, cả hai cùng nhau chia sẻ bộ ảnh mới mang màu sắc cổ điển cũng đầy ngọt ngào. Cặp đôi gà bông chọn địa điểm chụp hình ở Hà Nội, bên cạnh Hồ Gươm thơ mộng. Bộ ảnh mang sắc màu hoài cổ, gợi nhớ kỷ niệm xưa cũ. Fanny Trần nhẹ nhàng khoác lên mình bộ áo dài mang sắc xanh nền nã, làm nổi bật mái tóc cam của mình. Vũ Thịnh chọn chiếc sơ mi thanh lịch, phối cùng chiếc blazer xám. Dù đơn giản, nhưng không kém phần thu hút ánh nhìn của người dân nơi phố thị. Cặp đôi tay trong tay thân mật tạo dáng bên cạnh nhau, tạo ra được thành phẩm khiến ai cũng phải ghen tị bỏng mắt. Qua những chia sẻ của cặp đôi, khán giả biết hơn được nhiều kinh nghiệm xương máu cho quá trình yêu của họ. Fanny tâm sự, đây là người đầu tiên có thể đưa đi đón về Fanny trong suốt thời gian dài mình đi làm. Mình ở quận 12, anh Thịnh thì quận 3. Sáng sớm, anh Thịnh sẽ chạy lên quận 12 để chở mình đến công ty. Nếu mình muốn đi đâu thì anh Thịnh đều sẵn sàng thực hiện mong muốn của mình. Khi xong công việc, anh Thịnh đưa mình về quận 12 rồi mới quay trở lại nhà. Suốt mấy tháng, anh Thịnh rất kiên trì, vì thế nên mình cực kỳ cảm động. Đây là người đầu tiên có thể kiên trì với mình như vậy. Vì Vũ Thịnh và Fanny Trần đã từng gắn bó với nhau một khoảng thời gian dài trước khi được đông đảo khán giả biết đến, tuy nhiên lại không thể bên cạnh nhau thời điểm đó. Thế nên khi đánh dấu chủ quyền trực tiếp trên sóng truyền hình, thành viên nhóm The Wing đã rất hạnh phúc khi chương trình dù đã gác máy, anh vẫn mang được về nàng thơ của mình. Anh đã từng bộc bạch, trước khi tỏ tình cũng khá là đắn đo, dù sao đó cũng là quyết định lớn trong cuộc đời. Lúc trước mình làm quân sư cho Fanny trong chương trình, suy nghĩ rất nhiều vì không biết cô gái này lên tỏ tình ai, hay có anh chàng nào đó lọt vào mắt xanh của cô ấy thì mình phải làm sao. Vì vậy không thể ngồi yên nữa, mình quyết tâm phải làm. Cảm giác khi đó rất là hồi hộp và mất ngủ. Cặp đôi công khai quyết định không quan tâm đến những lời bàn tán từ dư luận, tích cực phát cẩu lương cho mọi người. Thật ra lúc công khai, bọn mình đã không còn sợ mọi người bàn tán về những chuyện này nữa, bởi hai đứa đã đủ trưởng thành để bảo vệ nhau, đủ trưởng thành để tha thứ, cảm thông cho nhau, nên mình không ngại, Fanny Trần từng chia sẻ. Hiện tại cả hai gắn bó nhiều từ đời sống đến công việc. Anh chia sẻ với chúng tôi, nếu một trong hai người đi quay thì người còn lại sẽ đi theo. May mắn thì bọn mình làm cùng một nghề, nên sẽ có sự liên quan, liên kết với nhau. Vì vậy khi mình đi quay riêng hay Fanny đi riêng thì hai đứa mình sẽ vẫn bên cạnh làm trợ lý, chăm sóc cho người kia. Ngoài ra, cả hai có những quãng thời gian không sử dụng điện thoại để trò chuyện với nhau về những việc xảy ra trong ngày. Câu chuyện tình của cả hai chính là động lực cho các cặp đôi còn vấn vương về nhau nhưng chưa dám nói, chỉ có thể giữ trong lòng. Với quan điểm hạnh phúc của mình phải do mình nắm lấy, nam ca sĩ đã giúp nhiều bạn trẻ tự tin hơn với quyết định mình đã chọn.